Daí vamos. For Ray, this is a nightlife wet experience. Now it's time 6:35 p.m. at the evening. Hello.
mùi mán bông mùi mán bên à bay con đặt một món hơi bay con trắng đặt chế đặt một món đặt bà cô ở bên tin bông à bay con ở bên một món thì là nó bà cô lấy do bay con trắng ấy chừng bạn
ta sơn được chia cho thằng cho con cho thằng nhiếp mơ có ta sơn được chia cho thằng cho con cho thằng nhiếp mơ có ta sơn được chia cho thằng. Thank you.
Hello. Bọn mình tôi sợ sẽ ra gần. Lâu vô bà em xem muối cái chọc ăn rồi bọn. Bọn em li cái nía. Vô muối. Bạn bón đấy bông? À, bạn mang bón bông? Bảy bón. Bảy con đó bông. Ờ, bông mùi con này. Thế bông. That's a big, big bowl of dessert. I don't usually eat that much. I need to take it for family. I don't eat. It's $1.50. $1.5. Oh, that's a big bowl. That's why it's expensive. This area when 5 years ago I don't see the
5 years ago, this borei did not exist yet. This borei, this place, they have fled like this. Now they build a modern and expensive building for sale. It's a good sign. Cambodian house at night. The house, the flat like this, they are we Cambodian consider they are rich or middle class. That is a karaoke, the place where men can sing, enjoy, drink, and sit with beautiful girls. This location, a lot of entertainment places like this.
Thank you.